Hi và xin chào tất cả các bạn và lớp với channel của mình nha. Mình là Thứ Rơm ở đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về menu work. Và video này mục đích chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn các bạn mod nha. Thì mod sẽ không còn quá xa lạ đối với các bạn rồi đúng không? Thì mod cũng không còn quá xa lạ đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mod hai skin. Và hai skin này cũng mình nghĩ là chưa có ra ở bản này đâu nha. Mình nghĩ là chưa có. Để mình kiểm tra coi. Đúng rồi, chưa có các bạn ơi. Thì phiên bản này vẫn chưa có skin đó luôn mà các bạn. Mình đã làm video cho mod cho các bạn test trước là rất là ok đúng không? Thì cái mod này cũng rất là đơn giản và dễ làm luôn. Thì bạn nào nếu mà thích thì có thể làm theo. Nếu mà không thì thôi. Thì bạn nào mà không có điều kiện như mình á, không có điều kiện để mà mua skin như mình á, thì có thể làm giống mình để mà test skin coi như thế nào nha. Thì mình sẽ cho các bạn coi hai cái skin đó là skin gì nha. Ok. Đây nha, mình chỉnh sang. Rồi ok, các bạn thấy chưa? À chưa. Lộn. Mình phải hủy cái skin đâu rồi, cái skin phải hủy skin minimax thì mới được. Rồi các bạn nhìn nè, đây là cái skin đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì nhìn nó cũng khá là giống với con mình cũng không biết nó là con gì luôn á. Nhìn ở đâu của mình cũng không biết là con gì nữa, mà bạn nào biết con gì các bạn nhìn thấy giống con gì nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Mình cũng chả biết nó giống con gì nữa, mình cũng không biết đặt tên nó là cái gì nữa. Đấy, các bạn thấy dễ thương không? Được cái không biết tên nhưng mà nó rất là dễ thương các bạn. Đấy, nó có mỏ y như là con gì ta, con mực hay là bạch tuộc hay ta, bạch mực hay là bạch tuộc vậy đó. Các bạn thích đặt tên gì có thể đặt, nhưng mình cũng không biết nó là giống con gì nữa. Đấy, rất là dễ thương. Đây là khi đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn nha. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mod hai skin. Rồi skin tiếp theo nè, các bạn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha. Đấy, đây là cái skin tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn. Thì nhìn con này thì mình có thể phân biệt được rồi. Đây là con bạch tuộc nha. Đấy, có mấy cái gâu bạch tuộc kìa. Đấy, con này cũng giống con hồi nãy luôn các bạn, cũng có cái mỏ tròn tròn nè, chứ là con ghê con mực á, mình đoán vậy. Con này con bạch tuộc chắc chắn luôn. Đấy, rất là dễ thương các bạn, hai skin này dễ thương lắm nha. Đấy, và mình đang dùng cái nick chính của mình để mà test skin cho các bạn luôn, và mình mod luôn trong cái nick này luôn nha. Mà nếu mà các bạn nào mà vẫn chưa tin tưởng á, sợ mất nick á, vì mod mà sợ mất nick á, thì mình hy sinh vì nghệ thuật luôn các bạn. Mình sẽ hy sinh để mà lấy cái nick chính của mình test cho các bạn xem. Đây. Oh my god. Wow. Đàng hoàng nha. Đấy, thứ cơ mơ nè. Nếu là bạn nào thích thì có thể ra kết bạn với mình nha. Đấy, đây là nick chính của mình nha. Nó. Đây, mình đang test skin trong cái nick chính của mình luôn nha. Chuẩn là nick chính của mình luôn á, chứ không phải là mình giả đâu. Đấy, đây là hai skin mình muốn giới thiệu các bạn. Đấy, rất là dễ thương luôn á. Cú teo học le quá. Rồi, thì mình sẽ, nếu mà các bạn thắc mắc thì đây, skin này có thể đặt được tất cả luôn nha. Giống như là mình đang dùng skin thật vậy. Nhưng mà đây chỉ là phiên bản mod thôi, rất là xịn sò đúng không? Đấy, mình có thể đặt đá đồ đây cho các bạn thấy rõ hơn. Đấy, có thể đặt được các kiểu nha. Đó, rất là giống thật nha, nhưng mà đây chỉ là mod thôi á. Bạn thấy ghê chưa? Nó có thể đặt mò. Đây là đối với những bạn mà không có điều kiện như mình mà vẫn muốn có skin chơi đấy. Đó, giống như là không làm mà đòi có ăn á, kiểu vậy. Đó,
như là kinh thật luôn nha các bạn. Đấy. Ok, thì mình sẽ bắt đầu vào cái mục đích chính của video luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mod skin này nha. Cũng các bước để làm của nó cũng rất là dễ thôi chứ không có khó gì hết á. Vừa dễ làm mà được có skin test nữa. Mà skin này chưa có ra nữa. Có thể là test trước luôn. Có thể là phiên bản kế tiếp sẽ ra. Mình đoán là vậy. Đấy. Hai skin Kunta hoặc Le thế này thì ai mà chả muốn có đúng không? Nhưng mà đối với những người không có điều kiện như mình thì lại là khác. Khóc một chồng xong luôn á. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn mod nha. Cùng theo chân mình nha. Hai chào các bạn, thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn vào một cái chính của video luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là cài để cài mod để mà có được hai cái skin đó nha. Thì đơn giản lắm các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ để một cái link mod ở mô tả. Các bạn chỉ cần việc nhấp vô thôi. Thì đây là cái link mod đó nha. Đấy, các bạn nhấp vô nó sẽ đưa các bạn tới cái trang này. Đấy, đưa các bạn tới cái trang này. Và các bạn bấm download thì nó sẽ hiện cái mục này. Thì các bạn chỉ việc bấm tải xuống. Nhưng mà cái tệp này nó hơi nặng các bạn, khá là nặng luôn. Thì nó tới 200 mấy mê lận. Thì bạn nào thích thì có thể mod mà nếu không thì thôi. Tới 200 mấy mê lận thì nó sẽ tải trong khoảng 5-10 phút gì đó. Các bạn chỉ cần việc đợi nha. Các bạn đợi một xíu. Rồi nếu mà các bạn sau khi các bạn đã tải xong rồi á, thì các bạn có thể lướt xuống và cài đặt ngay luôn. Chỉ cần cái tệp đó ở cái tệp APK cài đặt game ngay lập tức luôn. Các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ mục tải xuống đó và cài đặt ngay. Còn nếu không á, thì các bạn có thể vào một cái ứng dụng đó chính là Edge tập tin. Thì nếu mà bạn nào không biết cái ứng dụng này tải như thế nào thì mình sẽ để link tải luôn nha. Đấy. Cái này là ứng dụng Edge tập tin nha. Các bạn vô ứng dụng này. Và các bạn lướt qua vào cái mục download nè. Các bạn thấy không? Bấm vô, đây là cái mục hồi nãy mình mới tải nè, menu work nè. Đây là cái tệp mà để mod nha. Các bạn chỉ cần bấm vô và cài đặt thôi. Thì đối với những bạn mà đã cài đặt game á, đã cài đặt game rồi á, thì các bạn chỉ cần xóa đi nha. Xóa đi và cài đặt lại. Các bạn chỉ việc xóa đi thôi. Nếu mà game của bạn chưa mod thì các bạn cứ xóa đi, gỡ cài đặt luôn. Mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Rồi bạn chị tập tin nè, bấm vô đây và bấm vào cài đặt. Các bạn nhớ là phải xóa trước khi cài cái này nha. Nếu mà không xóa thì nó sẽ không cài được đâu. Đấy, các bạn đợi một xíu cho nó cài đặt nha. Nó chỉ cần làm như vậy thôi, vào game và test skin thôi. Rất là đơn giản đúng không? Đó, cài đặt xong. Rồi ok, thì việc tiếp theo là vào game và test skin. Chào các bạn nha, thì việc tiếp theo của bạn cho đó chính là vào game và test skin đúng không? Ok, thì các bạn chỉ cần vào game như lúc mới tải game vậy đó. Đấy, của mình thì nãy đăng nhập rồi nên nó đã vô game luôn nha. Vẫn là cái nick chính của mình đó nha. Các bạn không phải lo đâu. Mình test ngay cái nick chính mà luôn. Nếu mà có mắc nick á thì mình cũng phải chịu thôi. Chứ biết sao bây giờ. Hy sinh cho các bạn luôn á. Đấy, ok. Rồi, mình sẽ tạo một cái map. Tạo một cái map vào test skin nha. Ok luôn. Star nè. Ok, vô tiếp kênh nha. Đấy, có kênh đàng hoàng nha, không phải là lừa đảo đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản, chỉ cần việc cài một cái file và cài đặt game là có ngay kênh. Đơn giản đúng không? Cái này chắc là ai cũng sẽ làm được thôi. Này thì có thể đặt được lock rồi nha. Đấy. Không có khó gì đâu. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ test cái em bạch tuộc này nha. Đó. Và
và tuột thì mình sẽ test biểu cảm cho các bạn coi như thế nào nha. Ok luôn. Rồi mình sẽ test cái biểu cảm này coi như thế nào. Biểu cảm thì đa số là giống nhau. Đấy. Biểu cảm này rất là dễ thương các bạn. Quá là cute học le luôn. Đấy. Để coi còn biểu cảm nào dễ thương hơn nữa không. Đấy. Đứng hình mất 5 giây. Rồi, rất là dễ thương các bạn ơi. Nếu mà bạn nào muốn test trước khi mà kia này ra mắt thì nhớ coi video của mình nha. Rồi mình sẽ test cái kia thứ hai cho các bạn xem. Đâu rồi. Đây. Các bạn nhớ mặc kia KK và hoặc là Nini nha. Đấy, các bạn mặc hai cái kia này mới thấy được hai cái kia này nha, hai cái kia bạch tuộc này nè. Mình sẽ test cái kia gọi con này là mực đi ha. Tại nó khá là giống con kia. Mình không biết nó là con gì nữa. Mình quà mình cũng không có nhận ra nữa. Đây thì mình sẽ test cái biểu cảm. Đấy, rất là dễ thương. Các bạn thấy cái biểu cảm nóng giận nó rất là cute luôn các bạn ơi, nhìn nè. Nó rất là cute nha. Y như là mấy bạn gái bị nóng giận vậy đó. Y như là mấy bạn gái giận ngoài đời vậy đó. Rất là dễ thương luôn á. Đáng yêu ghê. Đây, tiếp theo là cái biểu cảm này coi như nào. Quá là dữ luôn. Trời, đã ghê. Biểu cảm đáng yêu này nữa nè. Để coi cái này như thế nào. Cái này kiểu như đang ngủ vậy đó. Cái này giống như kiểu giả chết đấy các bạn. Đấy, gì đó. Đấy, đơn giản đúng không? Thì các bạn mà xem video này á thì cứ làm theo mình thôi và sẽ thành công chắc chắn 99.99% luôn. Nếu mà bạn nào vẫn chưa làm được hay là không hiểu hay là thắc mắc ở chỗ nào thì các bạn cứ comment dưới video này, mình sẽ chỉ tận tình luôn nha. Ok, thì các bạn thấy video này hay á thì nhớ để lại cho mình một like và cũng như là đăng ký bấm chuông cho video này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Trước khi bye bye tặng cho bạn vài tim. Quá là dễ thương luôn.